Mourinho bỏ Real chờ tốt Tottenham, ESPN cho hay, John lập ra danh sách gồm 8 mục tiêu trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, tháng 1 năm 2020. MU chắc chắn sẽ có những bổ sung vào tháng 1 tới đây, với ưu tiên là ký với một tiền đạo, Man du kích được cho là trên đường đến Old thậm chí sẽ tập cùng đội ngay trong tháng 12 để có thời gian làm quen, ngay khi MU và Juventus đạt thỏa thuận không chính thức. Ngoài Man du kích, John giờ còn có cả một danh sách dài chuẩn bị cho kỳ mùa đông và xa hơn là hè 2020. Huấn luyện viên người Na Uy muốn xây dựng một đội hình trẻ, chủ yếu là người Anh, như Sir Alex từng làm. Những cái tên được MU đưa vào danh sách ưu tiên mua sắm gồm tiền đạo Erling Haaland, RB Selbert, cầu thủ chạy cánh đang chơi cho Dortmund, Jadon Sancho, tiền đạo của Bonnemao, Callum Wilson, James Madison, Leicester City, tiền vệ của DC Rice, West Ham tiền đạo Musa Dembel, Lyon và bộ đôi của Aston Villa, John Maxin và Jack Realis, MU muốn tăng cường mạnh cho tuyến giữa và hàng công. Sau sự ra đi của Lukaku và Alexis Sanchez cũng như Ander Herrera đến PSG, trong một diễn biến khác, Jose Mourinho bị MU sa thải vào tháng 12 năm ngoái và đến giờ vẫn đang chờ đợi cơ hội để trở lại làm việc với bóng đá đỉnh cao. Có nhiều cái tên được nhắc đến với Mourinho như một thay thế tiềm năng trong lúc các câu lạc bộ gặp khó như Arsenal. Tottenham và đội bóng cũ Real Madrid. Theo The Sun, Mourinho tự tin một khi chủ tịch Perez quyết định chảm Zinedine Zidane triều đại lần hai gặp quá nhiều vấn đề, ông sẽ nhận được cuộc gọi từ ông chùm này. Tuy nhiên, nguồn trên cho hay Mourinho chia sẻ với bạn bè rằng, ông có thể không nhất thiết nắm lấy cơ hội trở lại Bernabeu, thay vào đó quan tâm tới bến đỗ mới là Tottenham.